Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về hồng sâm củ khô hộp thiếc, một trong những dòng sản phẩm đang được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng hiện nay. Ở một trong những dòng sản phẩm đến từ đất nước Hàn Quốc. À thưa bạn, với nhịp sống hối hả như hiện nay thì việc chúng ta chăm sóc toàn diện cho sức khỏe là điều không thể đúng không và cũng vì vậy từ sự tác động từ môi trường ô nhiễm rồi là đến đồ ăn thức uống không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng khiến cho cơ thể của chúng ta gặp khá nhiều vấn đề tuy nhiên thì cũng chẳng hạn như là những phụ nữ sau sinh những chị em phụ nữ sau sinh thì cơ thể khá là yếu gặp nhiều vấn đề chính vì vậy việc bổ bồi bổ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể làm thế nào để có thể khỏe mạnh được nhanh nhất là vấn đề được rất nhiều người quan tâm và trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về dòng sản phẩm hồng sâm củ khô hộp thiếc một trong những giải pháp an toàn cho sức khỏe cải thiện tình trạng sức khỏe của bạn khi nói về sự việc sử dụng hồng sâm thì chúng ta có thể là thấy sâm được chế biến dưới nhiều dạng đúng không? Từ dạng nước, dạng khô rồi cho đến dạng cao chẳng hạn. Tuy nhiên thì theo kiểu anh thấy hiện nay việc hồng sâm được chế biến dưới dạng củ khô như thế này thì được rất nhiều người sử dụng. Và với việc được chế biến dưới dạng củ khô, chúng ta có thể tha hồ chế biến dưới nhiều cách khác nhau từ việc pha trà uống, ngậm trực tiếp hay là chúng ta chế biến với các món ăn khác nhau để bồi bổ dưỡng chất cho gia đình. Vậy thực chất hồng sâm củ khô này có những công dụng gì, tác dụng ra sao và có những hợp chất quan trọng như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu. Hồng sâm củ khô thì như các bạn có thể thấy bên cạnh kiểu oanh dưới 3 loại Đó chính là loại lớn nhất có khối lượng là 300g Và với việc đựng trong hộp thiết như thế này thì sẽ bảo quản được điều kiện không khí tốt nhất Để hồng sâm củ khô không bị hỏng Hộp thứ hai thì nó sẽ có khối lượng là 150g Và với khối lượng như thế này chúng ta có thể tha hồ tùy chọn khối lượng mình thích Và sử dụng hộp lớn nhỏ khác nhau Và nhỏ nhất đó chính là hộp 75g và với mỗi hộp như thế này thì chúng sẽ có giá thành khác nhau để chúng ta lựa chọn và trên thực tế hồng sâm củ khô như thế này thì nó có nhiều công dụng đối với sức khỏe đầu tiên đối với nữ giới sản phẩm hồng sâm nó sẽ kích thích mọc tóc ngăn ngừa quá trình lão hóa sớm đến với chúng ta đồng thời sử dụng hồng sâm khô trong một thời gian dài sẽ khiến cho da rẻ của chúng ta được cải thiện cũng như là sức khỏe đề kháng của chúng ta mạnh mẽ hơn trông thấy và thậm chí khi chị em phụ nữ sử dụng sản phẩm hồng sâm củ khô như thế này, nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn, đồng thời là một trong những thực phẩm, một trong những loại dược liệu rất tốt cho quá trình dưỡng nhan của chị em phụ nữ. Còn đối với nam giới, khi chúng ta sử dụng sản phẩm hồng sâm củ khô này, không chỉ tốt cho sức khỏe mà ngay cả chức năng sinh lý của chúng ta cũng được cải thiện, đồng thời là cơ thể của chúng ta sẽ được khỏe mạnh hơn. Và điều đặc biệt là đối với các anh mà hay hút thuốc lá hay là hay hút thuốc lào thì khi chúng ta Ta sử dụng sản phẩm hồng sâm củ khô này sẽ giúp giảm được tác hại của thuốc lá lên cơ thể của chúng ta, đồng thời là loại bỏ các chất độc hại trong cơ thể ra khỏi ngoài. Và bên cạnh đó nó cũng sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn, tăng cường sức đề kháng và ngăn ngừa một số căn bệnh ở nam giới. Còn đối với người cao tuổi, khi sử dụng sản phẩm hồng sâm, nó sẽ ngăn ngừa được các căn bệnh về già chẳng hạn như là tim mạch, huyết áp hay là các vấn đề về sức khỏe khác và thậm chí là nó còn tăng cường sức đề kháng cho người cao tuổi. Và với sản phẩm này thì chúng ta có thể đều sử dụng được cho từ người trẻ cho đến người già. Và những công dụng mà nó mang lại thì vô cùng là tuyệt vời. Như kiểu anh vừa chia sẻ, hồng sâm củ khô thì dưới 3 hộp khác nhau, 300 g, 150 g và 75 g thì chúng ta có thể lựa chọn từ việc mua cho gia đình, người thân bạn bè để làm quà tặng hay chúng ta trực tiếp sử dụng. Và điều quan trọng là với việc đựng trong hộp như thế này thì các dưỡng chất hay là hồng sâm sẽ được bảo quản ở điều kiện tốt nhất. Và để mua được dòng sản phẩm hồng sâm củ khô này chất lượng nhất và đến từ Hàn Quốc thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm hồng sâm củ khô. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh đưa ra trong video ngày hôm nay thì đã mang lại cho các bạn những thông tin bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về hồng sâm củ khô hộp thiếc thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay của Kiều Anh. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những video mới nhất, những sản phẩm mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.